Em thấy là có một cái mùa mà gọi là mùa giao phối á, thì các con vật nó sẽ tùy từng loài nó sẽ tỏa ra một cái mùi để nó thu hút bạn tình. Thì liệu con người mình có hay không? Và nếu mà mình không có thì mình có thể dùng cái cơ chế đó mà mình điều chế ra một cái loại nước hoa nào đó để mình thu hút hay không? Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với podcast Cởi Mở, và mình là Minh Trang đến từ Sắc Edubay Trang. Và mình là Phương Lam đến từ Sài Gòn Tếu, và xin cảm ơn Durex, nhãn hàng bao cao su số 1 thế giới đã luôn đồng hành cùng với podcast và luôn khuyến khích mọi người tự do khám phá những mang màu tính dục của mình. Và ngày hôm nay đến với tập của Cởi Mở, chúng ta sẽ có một khách mời rất là xinh, rất là dễ thương, rất là xinh, rất là giỏi. Xin mời chị giới thiệu về bản thân của mình. Xin chào mọi người. Mình là Dương Đỗ, founder của Century Concept và Yuba, là một người làm rất là lâu trong lĩnh vực mùi hương. Lâu là nhiều lâu chưa? Khoảng 10 năm. À, một thập kỷ thôi mọi người. Hôm nay Cởi Mở mà một chuyên gia về mùi hương đến đây, vậy thì tụi mình sẽ nói về chủ đề gì đây? Nam ơi! Chúng ta sẽ đến với một tập Cởi Mở với chủ đề mùi hương và tình dục. Con người là một loài, ngày xưa là một loài động vật. Và chúng ta đã trải qua rất là nhiều cái quá trình tiến hóa để có được ngày hôm nay. Thì ngày xưa khi con người còn là một loài động vật thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất là sinh tồn. Thì trong sinh tồn thì có săn bắt, hái lượm và duy trì nòi giống. Thì cả hai cái săn bắt, hái lượm và duy trì nòi giống đó đều cần một cái giác quan cực kỳ quan trọng, đó là khứu giác. Nên là khứu giác lúc đó rất là phát triển. Khi mà mình đi săn bắt con mồi á, thì có thể là mình đánh hơi, mình cần phải đánh hơi trước khi mà cái hình ảnh và âm thanh của con nó xuất hiện luôn. Là khi mà mình đánh hơi đến sự nguy hiểm là mình phải tháo chạy ngay lập tức rồi. Và thậm chí bây giờ nếu mà tim mình ngửi thấy mùi khói là phải đứng dậy ngay lập tức rồi, mà chưa cần thấy âm thanh hay là hình ảnh của khói. Đó là một cái khứu giác, nó liên quan rất là mật thiết tới bản năng của mình. Đó, nên khứu giác có một cái vai trò rất là quan trọng, liên quan mật thiết tới ký ức. Còn có một cái yếu tố khác nữa, bởi vì khứu giác quan trọng và cần thiết trong cái quá trình mà săn bắt, hái lượm và duy trì nòi giống, nên khứu giác được ưu tiên trong cái con đường mà mình tiếp nhận thông tin từ khứu giác lên não. Thì có một cái sự ưu tiên nhất định là khi mà mũi của mình tiếp nhận thông tin về mùi hương thì thông tin đó được đi thẳng đến vùng vỏ não có hạch hạnh nhân và hồi hải mã, là nơi chứa ký ức và cảm xúc của mình. Và nó rất là thật và nhanh. Tại vì mình cần phải ý thức được nhanh nhất có thể để mình chạy trốn hoặc là bắt cái con mồi đó. Còn những cái thông tin đến từ những cái giác quan khác là từ thính giác và thị giác, là âm thanh và hình ảnh, thì thường là sẽ phải đi đến vùng trung tâm của não là relay center để phân tích. Và theo bản năng của con người thì để bảo vệ bản thân trước những cái nỗi đau của quá khứ thì cái vùng relay center đó sẽ tiếp nhận thông tin, có một sự sàng lọc và edit nhất định để bảo vệ bản thân em trước những cái mà em không muốn tiếp nhận. Em có thể sẽ quên cái hình ảnh của người bạn trai đó, người bạn trai không ok với mình đó, quên mất mặt của bạn đó, quên mất cái tiếng nói của bạn đó. Nhưng mà một khi mà ngửi được cái mùi đó thì cái cảm giác mà những chuyện đã xảy ra với cái người bạn trai đó, nó mình không dối được, và nó làm cho cái cảm xúc của mình nó rất là thật, xuất hiện ngay tại cái đó mà mình không thể chống lại được. Em thấy nó rất đúng, nó rất là đúng luôn. Mặc dù là bây giờ lớn mình có nhiều cái cơ hội để mà mình được ăn rất nhiều những cái món ngon, đi rất là nhiều nơi, nhưng mà cái đặc điểm khi mà mẹ nấu một cái nồi cơm của mẹ thì nó sẽ quay trở về một cái ký ức rất là ấm áp mà thời mình còn bé và được bảo bọc vậy. Có một cái vấn đề nữa là nếu mà mình để ý thì mình sẽ thấy là hình ảnh và âm thanh thì mình tiếp nhận mỗi ngày nó rất là nhiều, nhưng mà riêng về mùi hương á thì nó không nhiều đến như vậy. Nên là nếu mà một mùi mà mình đã ấn tượng thì mình sẽ có khả năng ghi nhớ nó lâu hơn. Hình ảnh và âm thanh thì nó được tiếp nhận nhiều và nó thay đổi theo thời gian. Mùi hương cũng có thể thay đổi theo thời gian, có thể là lúc này mình ghét và sau mình hết ghét, hoặc là mình không thích thì sau này mình thích, nhưng mà nó ít hơn những cái giác quan khác khá là nhiều. Đó là lý do mà mùi hương gây thương nhớ. Quay trở về cái khoảng thời gian mà con người dùng khứu giác để sinh tồn, thì sinh tồn có hai cái hướng, hai cái điều quan trọng nhất là tìm kiếm thức ăn, săn bắt, hái lượm và duy trì nòi giống. Thì ở thời điểm đó thì mùi hương nó chỉ có
được chia ra là mùi nguy hiểm và mùi không nguy nguy hiểm thôi, hoặc là mùi nguy hiểm và mùi hấp dẫn để ăn thôi, chứ chưa có khái niệm là mùi thơm nha. Chưa. Giống như là một con ong khi mà đậu trên một bông hoa và một chú trâu khi mà nằm ngâm mình trong bùn, thì đối với hai bạn đó đều là cái mùi hấp dẫn. Mùi hấp dẫn của hai bạn đó, chỉ có con người mới phân biệt là mùi bông hoa thì thơm và bùn thì là dơ và hôi thôi. Nhưng mà cái mùi hấp dẫn nó có phân chia sự hấp dẫn không chị? Ví dụ như là nó hấp dẫn theo kiểu hấp dẫn theo cái cảm giác an toàn và no nê, hay là hấp dẫn theo cái hướng kiểu duy trì nòi giống. Đều có cả, và nó mang tính bản năng khá nhiều. Thì ngày xưa á, những cái mùi hương mà mình nhận định, mùi hương mà con người tiếp nhận mà nó liên quan đến sự nguy hiểm á, thì thường và cho đến tận bây giờ thì mình vẫn ghi nhớ rất là rõ. Cả ba chúng mình tuy là khác nhau về môi trường sống đi, nhưng mà khi xuất hiện một cái mùi hương mà mang đến sự nguy hiểm thì có lẽ là sẽ có một cái hành động gần giống nhau. Tại vì nguy hiểm thì đối với mọi người nó sẽ khá là như nhau. Nhưng mà sau này á, khi mà môi trường sống của con người và nó càng ngày càng ít nguy hiểm đi, xã hội phát triển và con người an toàn nhiều hơn, và xã hội phát triển theo hướng có văn hóa, có mối quan hệ và có cái xã hội, thì bắt đầu con người tư duy về mùi hương theo hướng duy mỹ hơn. Theo hướng duy mỹ hơn nên mới có khái niệm là mùi thơm xuất hiện sau này. Chứ còn nếu mà con người giống như là bản chất động vật ngày xưa thì mùi nó chỉ có phân chia là nguy hiểm và an toàn thôi. Nó có mục đích của nó thôi, đúng không? Đúng rồi, nó có mục đích của nó thôi. Sau này thì càng ngày càng phát triển thì cái mùi hương mình nhận định theo hướng duy mỹ hơn thì mới xuất hiện ra là có mùi thơm. Có mùi thơm thì bắt đầu sẽ phân chia theo quan điểm cá nhân, theo gu. Nhưng mà cứ dễ thương ở chỗ khi mà chị dùng cái từ thơm á, thì thơm ngoài cái việc là cái hương thơm của kiểu duy mỹ như hồi nãy chị nói ra, thì nó còn có một dạng hương thơm làm người ta cảm thấy ngon. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thì được cảm thấy ngon. Đâu đó ở trong con người của chúng ta vẫn còn cái đánh giá mùi hương theo hướng là tìm đến người bạn đời của mình. Giống như ngày xưa. Em công nhận nha. Chính xác, công nhận. Là cái chuyện mà tìm thấy một người bạn đời mà có một cái mùi mà mình cảm thấy phù hợp nó khá là quan trọng ha. Chính xác, tại vì em thấy rằng đó là cái việc mà cái người đó mà là một cái người partner của mình á, thì có thể là cái mùi của người đó với một người khác á, họ cảm thấy là cái mùi cơ thể của người này không thơm. Đúng. Nhưng mà nếu mà là cái người partner của mình, đúng rồi, mà mình có nếu tình mà cảm, tìm ra được partner của mình thì mình sẽ rất là mê. Thì tự nhiên lại mê. Là mê. Đúng rồi, giống như là sau này có khi Nam có vợ, đến lúc Nam có vợ cái mỗi lần vợ trước khi đi ngủ là hít một cái từ đây lên đây. Trời ơi, phê gì đâu. Không, cái đó cũng là cái mà em cũng có gửi rất là nhiều đối với những bạn tới để chia sẻ, cũng giống như là tham gia một số những cái hoạt động cùng với em á, về sex education á. Thì có một trong những cái rất nhiều bạn hỏi em là chị ơi, làm sao để mà cái technique của em nó có thể tốt hơn, kiểu làm sao để em có thể thế này cái kia, kiểu có thể có những cái kỹ thuật tốt hơn. Nhưng cái điều đầu tiên á, các bạn lại không làm, đó là các bạn không yêu được cái mùi và các bạn không yêu được cái bộ phận sinh dục của người đó. Thì các bạn sẽ không bao giờ làm tốt được không nó thể. Cả được không ạ? Cho nên là đầu tiên là cứ phải yêu cái mùi và cái bộ phận nó trước đi. Em thấy có một cái thứ mà con người mình phản ứng mà không thể giấu được, đó là phản ứng với mùi. Mình không, tức là chỉ có cố gắng, em không thấy ai mà diễn xuất giỏi tới mức mà ngửi một cái mùi mình không thích. Đúng rồi. Mà cái mặt mình hiện lên chịu thích được hết. Tại vì nó liên quan đến bản năng sinh tồn. Đúng rồi. Chứ không thể nào mà mùi này thơm quá ta, là thành ra là chắc chắn luôn. Và thậm chí là em thấy có một cái trong giao tiếp hàng ngày của tụi mình, mình có để ý là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chuyện mà mùi á. Tức là ví dụ như một đứa nào đó đang lừa đảo mình đi, thì thường mọi người sẽ nghe không, ê tao nghe cái mùi đó, đó, đúng không? Nó cái mùi đó nó cũng sống còn á, nó ảnh hưởng tới lại ngôn ngữ của mình luôn. Thì em thấy nó khá là hay. Có cái mùi nào gọi là mùi giới tính hả? Đúng rồi, mùi mà nó liên quan đến cơ thể giới tính, nó phân biệt rõ ràng để mà thu hút cái bạn khác giới, đúng không? Thì tất nhiên là có. Thì con người cũng là một loài động vật và chắc chắn là ở trong
nhìn động vật nói chung thì khi mà cần phải thu hút người bạn đời của mình sẽ có toát ra một cái mùi. Cái đó là một cái kỹ thuật chung của động vật nói chung. Yeah. Nhưng mà khi con người càng ngày càng phát triển theo cái hướng mà có xã hội và an toàn hơn thì cái chức năng đó dần dần nó bị tiêu biến, tiêu giảm đi rất nhiều. Thì bây giờ những loài động vật khác khi mà cần thu hút bạn tình vẫn có thể là phát ra mùi, điều khiển để phát ra mùi để thu hút, hoặc là giống như con công thì có cái đuôi xòe ra để thu hút. Nhưng mà hoàn toàn con người mình không còn cái chức năng đó nữa. Mình không thể bật tắt cái chế độ là phát ra mùi hương để thu hút bạn khác giới được. Mất cái đó rồi. Hoặc có lẽ em nghĩ là mình chỉ không có ý thức được. Mình không ý thức được. Nhưng mà có những cặp đôi sau khi đã gần gũi với nhau rồi thì mới cảm nhận rõ nét, rất rõ nét về cái mùi của đối phương. Nó kết nối được. Thường thì là như vậy. Chứ không thể nào mà có câu chuyện là mình đi ngang qua người đó và mình ngửi thấy cái mùi cơ thể của người đó và mình muốn ăn người đó liền thì thì bây giờ nó ít lắm. Nó ít quá. Và mình cần phải có những cái kỹ thuật, có nghĩa là những cái add thêm về cái hướng là mùi mang tính thẩm mỹ vào cơ thể mình để thể hiện những cái nét khác, bao gồm là tính cách, rồi gu, rồi hiểu biết, quan điểm, rồi tiêu chuẩn để mà thu hút được người bạn mà mình, đối tượng mà mình cần. Nói chung rất là nhiều yếu tố. Cái bản năng về mùi hương đó của mình là bây giờ cần bổ trợ rất là nhiều, thay vì ngày xưa là bật tắt được. Có những lúc em còn ngửi cả được cái mùi, tức là đặc biệt với những bạn mình info là những cái bạn mà bị cái những cái bạn mà nghiện tình dục á, thì lại có những cái mùi rất là đặc trưng nha chị, kiểu rất đặc trưng luôn. Mà tự nhiên cái khi mà em đi tới mà em ngửi chúng cái mùi đó một phát thôi là em nói oh wow. Nhưng mà sau đó là mình confirm lại được là người này thật sự có cái nhu cầu rất là cao theo kiểu là bị nghiện luôn. Thì cái ngành mùi hương này á có một cái điều nó vô lý là dù nó mùi hương là giác quan đầu tiên con người phát triển cần để cho cuộc sống, nhưng mà những cái nghiên cứu về khứu giác và mùi á, thì lại rất ít. Nên là những cái kinh nghiệm sống của Trang nói á, thì nó thật sự là có, nhưng mà chưa có một cái khoa học nào thật sự đã chứng minh được những điều đó. Thì cho đến thời điểm hiện tại chị ngồi nói ở đây thì chỉ là những kinh nghiệm đúc kết, chứ sau này có những cái cống hiến và cái nghiên cứu của các nhà khoa học cho ngành mùi hương này sẽ có và sẽ thay đổi được phần nào đó thông tin của mình. Nhưng mà có thể là những cái nghiên cứu đó sẽ đến từ phòng nghiên cứu khoa học về sinh lý con người hơn là nó sẽ không đến từ những cái phòng nghiên cứu, phòng lab của mùi hương. Nhưng mà em muốn hỏi là có phải đây là điểm chung của con gái phái nữ nói riêng, là mọi người rất quan trọng mùi hương không? Tại vì em nghe mấy bạn nữ nói là quan trọng là phải thơm, tiêu chí đầu tiên luôn á. Thật ra quan trọng không phải là thơm mà là quan trọng cái mùi nó sạch. Tại vì đàn ông có cái mùi testosterone rất là nặng. Và ngoài ra là nó còn có những cái mùi liên quan đến chức năng gan thận. Đúng rồi. Đó, cái sức mùi, khỏe. Chính xác, cái mùi của chức năng gan thận nó đến, nó sẽ làm cho em. Đó là lý do tại sao mà em thấy người mà lớn tuổi rồi khi bắt đầu cái là sức khỏe của họ không còn tốt nữa, họ luôn luôn có một cái mùi đặc trưng mà mình hay kêu là mùi người già. Đúng rồi. Thì những cái do là nhiều người đàn ông cái nếp sống của họ không có được lành mạnh cho lắm, cho nên là thành ra cơ thể của họ nó có cái mùi rất là nặng. Và con gái cứ nghĩ là cứ phải là thơm, nhưng không phải là thơm đâu, mà là họ không thích cái mùi đó thôi. Đó. Vậy thì cái chuyện mà sử dụng cái mùi hương phù hợp với mình đó, thì cái tiêu chuẩn đầu tiên nên là sạch sẽ trước đã. Sạch sẽ và khỏe mạnh. Tại vì mình có xịt mùi hương, mùi nước hoa có thơm và có hấp dẫn đến cỡ nào, nhưng mà khi mà bản thân mình không khỏe, sức khỏe mình không có, bao tử mình không tốt thì cái hơi thở mình sẽ có mùi nè. Mình sử dụng quá nhiều thuốc lá, rượu bia sẽ có hơi thở có mùi nè. Và mình thật sự không để ý đến mùi hương của cá nhân bản thân mình á. Mình không để ý, mình không chăm sóc. Thì mình có sử dụng cái mùi mà theo lời quảng cáo là xịn hay là mắc hay là last forever tới đâu á, thì cũng nó vậy, cũng không có tạo được cái ấn tượng tốt. Nhìn chung á là sẽ không có một cái tiêu chuẩn nào cho việc sử dụng mùi hương. Nó rất là cá nhân. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của Dương á, thì Dương nghĩ là nó nên
có một cái sự phù hợp với bản thân mình nhất định, nó không được quá là chênh lệch. Ví dụ như là mùi cơ thể 3 ngày không tắm xong rồi xịt nước hoa thì đó là quá chênh lệch. Trời ơi, lại hồn. Hoặc là ví dụ là trời quá nóng mà mình lại xịt một mùi quá ngọt và quá nồng. Quá nồng. Thì đó là không phù hợp. Thì nó phải xét đến những cái yếu tố xung quanh của một con người để mà lựa chọn mùi hương cho bản thân mình. Em cũng nghĩ là đầu tiên là người ta cảm thấy phải ngửi được người ta trước đã. Đúng rồi. Trước khi mà người khác ngửi được hay không. Chứ xịt một cái mùi vô mà kêu là ai cũng nói mùi này thơm lắm mà mình xức vô mình đau đầu muốn xỉu luôn á. Thì nó đâu phải là một cái mùi hương phù hợp đâu. Em thấy là có một cái mùa mà gọi là mùa giao phối thì các con vật nó sẽ tùy từng loài, nó sẽ tỏa ra một cái mùi để nó thu hút bạn tình. Thì liệu con người mình có hay không? Và nếu mà mình không có thì mình có thể dùng cái cơ chế đó mà mình điều chế ra một cái loại nước hoa nào đó để mình thu hút hay không? Con người mình có chứ, và chắc chắn là có cái pheromone đó, có nhiều nhất là ở trong mồ hôi mình và đặc biệt là ở vùng cánh tay, vùng nách. Nhưng mà càng ngày sau, giống như hồi nãy Dương có nói, thì cái sự phát triển về văn hóa và xã hội của con người, cái mùi hương nó cần mang tính duy mỹ hơn. Nó còn theo hướng duy mỹ hơn. Thì khi mà cuộc sống của mình nó càng ngày càng an toàn, thì cái sự đánh giá mùi hương theo hướng an toàn nó sẽ cần phải sâu sắc hơn. Mình không còn dành thời gian nhiều để mà đánh giá cái mùi hương nguy hiểm nữa. Thì cái mùi hương trong vùng an toàn nó cần phải theo hướng duy mỹ và sâu sắc hơn. Thì mình sẽ bắt đầu thu hút người khác bằng những cái mùi hương mang tính là thẩm mỹ. Thì có thể gọi là mùi thơm, có thể gọi là mùi thơm. Nhưng mà liệu rằng có kiểu có em thấy là tại vì cũng có rất là nhiều chỗ họ marketing promote rằng là cái mùi hương của họ có cái kích thích tình dục ở trong đó, vậy thì có phải chăng là họ bỏ pheromone vô bên trong tức là họ điều chế cái pheromone đó theo cái kiểu nó trong phòng lab rồi bỏ vào bên trong cái nước mùi hoa. Nước hoa để mà tạo ra cái tính kích thích tình dục hay không? Thì dựa trên những cái nghiên cứu về bản năng con người như vậy thì rõ ràng là sẽ có một số những cái nhà nước hoa mong muốn điều đó và để đạt được cái mục đích đó. Nhưng mà cho tới tận bây giờ thì vẫn chưa có một nghiên cứu nào có thể xác nhận được là cái chuyện đó có thực sự là có tác dụng hay không. Và cũng có rất là nhiều thí nghiệm đưa ra là mình chiết xuất ra cái mùi pheromone đó, mình ngửi và ngồi đợi hoài cũng không thấy có một cái tác động nào hết. Để mà mình có một cái cuộc yêu nó hoàn hảo thì nó cần rất là nhiều yếu tố. Nhiều yếu tố lắm về cơ thể, về sự đồng điệu, về nhịp điệu, rồi về yêu thương, tinh thần. Rất là nhiều thứ đúng không? Thì không thể nào mà chỉ vì một cái mùi hương mình có thể muốn ăn ngay vào luôn một con người được. Giờ khi đó là mùi cơm sườn. Nên là chưa chứng minh được về cái chuyện mà họ PR là họ bỏ pheromone vô nước hoa để kích thích thì nó chỉ để chắc là để tăng doanh số thôi. Em nghe marketing. Em nghĩ là nó chỉ làm cho người ta cảm thấy tự tin hơn một chút. Thật ra nó không có tác dụng thật nhưng mà nó sẽ có tác dụng ảo theo kiểu làm người ta tự tin. Và khi mà người ta tự tin tiếp cận thì người ta có cái cơ hội đó hơn. Đó cũng là một trong những cái ý kiến rất hay. Giả dược à? Dạ đúng rồi, giống như là giả dược vậy đó. Và nó cũng có một cái là kiểu giống như là mọi người thì thường nghĩ về tình dục bằng một cách rất là thô sơ. Nhưng mà thật sự là những cái kết nối mang tính chất là những cái kết nối thân mật và những kết nối nó liên quan đến cái vấn đề gọi là kiểu những cái năng lượng gốc rễ trong tình dục như vậy á. Nó không có đơn giản, nó không có đơn giản là tự nhiên các bạn cảm thấy vô là bạn sẽ ngủ được với cái người đó. Trừ khi đơn giản là chỉ là bạn đang hào hứng quá, bạn chưa có những cái kinh nghiệm nhiều trong tình dục thì bạn sẽ muốn thử tình dục chứ không phải là bạn muốn thử cái người đó. Đúng rồi. Đó, nhưng mà càng về sau khi mình càng có những cái kinh nghiệm nhiều hơn, bạn dần sẽ có bạn dần sẽ chọn lọc hơn, sàng lọc hơn, chính xác, và nó sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố ở trong đó, nhiều tiêu chí hơn, chính xác để mà mình lựa chọn cái người đó là cái người mà mình ngủ hay không. Vậy thì cái cách mà mình sử dụng mùi hương cũng giống như mình mặc đồ vậy. Là mình, mục tiêu của mình là đánh số lượng hay là đánh chất lượng? Mình là mình sexy theo kiểu lady hay là mình sexy theo kiểu là một bomb sex? Hay là baby rồi mình là một người manly hay là masculine. Nó là tiêu chuẩn rất khác nhau và cần thời gian để mà bản thân của mỗi người thử sai trên mỗi mùi hương nữa. Tại vì để tạo ra một cái mùi hương mà nó theo đúng tinh thần, đúng concept của nhà điều hương á, thì
các nhà điều hương và các nhà nghiên cứu và những nhà đầu tư nữa phải thử sai rất nhiều lần. Đúng, em đồng ý. Cả trăm ngàn lần thì để ra một cái sản phẩm như vậy, thì bạn là một người chỉ tận hưởng những cái thành quả đó thôi, thì tại sao bạn không thử? Thử nghiệm. Trải nghiệm để mà tìm kiếm được cái mùi mà mình cảm thấy thật sự là hợp với mình nhất và happy nhất khi sử dụng cho cả mình và cho mọi người xung quanh. Và tụi mình sẽ đến với phần 2, tụi đỉnh. Ở phần này chúng ta sẽ nói về những cái experience tệ gì đâu ám ảnh lắm. Có bao giờ mọi người đi hẹn hò hoặc là một cái nơi mà nó nên có cảm xúc tích cực nhưng mọi người bị cái mùi đó làm cho nó triệt tiêu đi không? Kiểu giống như là đi vô một cái chỗ cocktail rất là đẹp, mùi gỗ ấm thơm, xong rồi cocktail rất là ngon, vị whisky rất là kiểu tuyệt vời, mà như cái người kia thì bị hôi nách. Tức nghĩa là nó hôi theo cái kiểu mà nó hôi cái, nó không phải là mùi chua mà nó là mùi đậu tương lên men. Cái mùi mà kiểu nó đậm đà hương vị lên men á, hiểu không? Nhưng mà nó không có chua đó. Cái ước về cái hình ảnh mùi hương của Trang rất là rõ nét. Có thể miêu tả được mùi, có thể qua thông qua là mùi đậu tương. Em hỏi xíu là cái mùi cơ thể là của người bạn đời của mình á, là một cái mùi mà nó phải sát và mình phải tiếp xúc trực tiếp thì mình mới ngửi được, chứ đâu thể nào mà đi qua ngang qua mình ngửi được đâu. Rồi. Nó không tỏa ra nhiều tới mức. Thì bởi vậy nên là cái nhận định về mùi hương, cái ngành mùi hương á, nó hơi có bị đánh giá sai ở cái câu chuyện là mình thu hút hay là mình kích thích. Khác hơn nhé, khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn thì mình sử dụng mùi hương để thu hút thôi. Và thu hút đối tượng nào, bao nhiêu người, số lượng hay chất lượng? Bao nhiêu người luôn hả? Yes. Số lượng hay chất lượng. Còn kích thích thì không có, hoàn toàn là không có. Nó cần gần và sâu hơn rất nhiều để tạo ra cái kích thích đó, và con người không điều khiển được. Tự nhiên, em đồng ý. Nó là em nghĩ là cái kích thích nhiên. Nó sẽ đến từ cái trải nghiệm bởi cái mùi đó trước đó, cái sau đó rồi khi mà người ta ngửi lại cái mùi đó thì người ta nhớ tới cái trải nghiệm yêu thích đó, người ta cảm thấy kích thích thôi, đúng không? Chứ không phải là cái mùi đó ngay từ đầu có thể kích thích bạn nghĩ tới những cái chuyện sâu xa hơn. Tùy vào cái mùi mà partner của em dùng thì cái mood mà quên nhau hôm đó nó khác. Hôm nào mà bạn nhẹ nhàng thì nhiên hai đứa vanilla, minamino rồi đó. Tự nhiên hôm nào mà quất một cái mùi mà nó nồng cháy, nó nồng cháy hơn, tự nhiên mình mạnh hơn, mình bạo lực hơn, mình đô vật Mỹ hơn. Em đã lấy ra con quỷ cho mình. Nhưng nó ảnh hưởng thiệt nha, tức là lúc đó tắt hết đèn đi đâu có biết gì đâu, chỉ có dựa trên cái mùi là cái vibe duy nhất mà mình cảm nhận được nó rung giữa hai đứa. Nói về đại trà đi, thì có bao giờ mà em biết là mùi hương nó sẽ mang tính gợi nhớ, cho nên rất là dễ mình dán nhãn cái mùi hương nó đến một cái khái niệm nào đó. Thì em có nghe mấy bạn bè em nói vui là ê, mày xài chai nước hoa đó thì mày là red flag, mày là cái gì? Trap boy, tại vì mấy thằng trap boy, red flag hay xài cái chai đó. Và cái mùi nó đơn giản là nó đại trà thôi, và nó dễ tiếp cận. Thì có bao giờ chị gặp cái trường hợp đó? Cái thông tin đó thì không chỉ là trong những cái câu chuyện của bạn bè nói với nhau mà nó còn tràn lan trên mạng nữa. Và thật sự là đó là cái giá của sự phổ biến. Cái giá họ kiếm được rất là nhiều doanh thu, nhưng mà khi mà có quá nhiều người sử dụng thì rất dễ là nó dễ bị đánh đồng và liên tưởng đến những cái hình ảnh nó mang tính tiêu cực. Nhưng mà càng tiêu cực thì nó lại càng lan rộng hơn và lại bán được nhiều hơn. Nhưng mà trong cái câu chuyện mà hẹn hò hoặc là một cái hình ảnh mà mình muốn hướng tới để thể hiện ra, để thu hút cái người bạn đối phương á, thì sẽ không bao giờ có cái chuyện là mình sử dụng một cái chai đó, một cái mùi nước hoa đó để mình mong muốn mình trở thành cái người đại diện của brand đó. Giống như là Johnny Depp chẳng hạn, thì mình cũng không thể nào mà xịt một bum là mình biến thành Johnny Depp phiên bản Việt Nam được. Ví dụ mình 80 kg mình không thể nào thành Johnny Depp.
không thể nào. Nhưng cũng có một cái là em nghĩ là sẽ có một số bạn họ chưa có hiểu được bản thân của mình á. Họ chưa biết mình là ai. Cái là họ sẽ lựa chọn những cái dòng nước hoa có những cái hình tượng như vậy. Ừ. Bởi vì họ nghĩ đây là hình tượng mà họ muốn hướng muốn tới. Hướng tới. Đúng rồi. Nó giống như là nó là từng bước một vậy đó. Từng bước một trong việc có thể bắt đầu thẩm và cảm thấy tận hưởng cái mùi hương hơn. Em tin rằng là nếu như mà các bạn trẻ Việt Nam mình mà có quan tâm đi thì có thể là họ sẽ bắt đầu bằng những cái mùi nó khá là branding như vậy. Ừ. Sau đó dần dần sẽ tiến xa hơn trong việc tìm hiểu chính mình như thế nào và như thế nào làm mình cảm thấy thoải mái. Đúng rồi, thì mình phải hiểu bản thân mình trước, tìm hiểu cái nhu cầu của bản thân mình trước. Dạ đúng. Vậy giống thì... như là ngay cả trong tình dục cũng vậy mà. Trong tình dục cũng vậy. Em hồi trước á, lúc mà mới bắt đầu á, thì đôi khi em sẽ hơi sẽ vẫn có một số những cái gọi là assume. Mình nghĩ rằng là trong trường hợp này thì nó sẽ là giống như trong hoàn cảnh này tương ứng là con người này nó sẽ như thế này. Nhưng mà càng về sau á, thì với những cái kinh nghiệm mình tích góp được á, thì mình thấy là khi mà bạn bắt đầu có dục tính cho đến lúc mà bạn ngừng quan hệ tình dục đi, nó sẽ có rất nhiều những cái giai đoạn khác nhau và những cái trải nghiệm khác nhau. Mà ngay lúc đó bạn hành xử như vậy là chuyện rất bình thường. Cũng giống thì em cũng nghĩ là với nước hoa cũng vậy. Ban đầu khi bạn chưa biết đến nó thì chắc chắn bạn sẽ phải phone vô cái chuyện đó. Đúng rồi, đi theo số đông chứ. Chuyện mà sử dụng nước hoa cho những cái cuộc hẹn hò á, hân hoan thì sao chị? Thì mình trước khi mình bước tới giai đoạn hân hoan thì mình có là tiếp cận đầu tiên là những cái cuộc hẹn đầu tiên, thì chị nghĩ là mình không thể nào đoán được là cái người đó nó sẽ có những cái ký ức hay những quá khứ gì liên quan đến những cái nốt hương mà họ ác cảm, nên là tốt nhất là mình phải thật sự là để ý và tiết chế trong cái chuyện sử dụng mùi. Nhưng mà một cái mùi mà chị có ác cảm nó quá là phổ biến đi, đó là mùi citrus đi. Thì đâu có dễ để người ngoài có thể biết được đó. Thì tốt nhất nên là một cái mùi tự nhiên nhất và nhẹ nhàng nhất, trung tính, thì nó sẽ đỡ ác cảm và những cái yếu tố khác nó sẽ níu kéo lại. Còn may mắn mà sử dụng được một mùi mà cái bạn đó lần đầu tiên gặp mà đã thích thì đó là duyên phận rồi. Duyên rồi. Vô rồi. Nhưng nếu như vậy thì có bất kỳ một cái khảo sát nào cho đến hiện tại á, họ đưa ra những cái nốt hương mà phổ biến mà đa phần mọi người đều cảm thấy thoải mái không chị? Trong cái ngành công nghiệp nghiên cứu về tâm lý mùi hương thì có. Ví dụ như là mọi người ai cũng biết là mùi xả hay mùi lavender sẽ giúp cho mình thư giãn thoải mái khi mà vô spa. Và những cái nghiên cứu đó thường nó thiên về tâm lý và về mặt thương mại hơn. Em có nghe, ví dụ giống như mùi bạc hà sẽ làm cho mình cảm giác răng miệng mình nó sạch hơn, hay là mùi chanh thì rửa chén nó kiểu sạch sẽ hơn kiểu vậy. Nhưng mà về đó, cái mặt cá nhân á thì không có một cái gì là đúng hết. Đúng. Có thể là mùi bạc hà sẽ làm cho em cảm giác fresh, cảm giác sạch sẽ, nhưng mà đối với một số người mùi bạc hà nó có cảm giác chỉ là kem đánh răng thôi. Thì có những cái nốt hương mà nếu mà nó đã xuất hiện rất đặc trưng trong đời sống rồi thì sẽ luôn luôn chia ra hai trường phái. Một trường phái là thấy rất thích, một trường phái là mặc định cái mùi hương đó stick với lại một cái ký ức cái gì đó như là kem đánh răng, bạc hà, kem đánh răng, hoặc là những cái họ liên quan đến gỗ thông thì sẽ bị mention ngay đến giấy hả chị? Dầu gió. Thì chỉ cần một chai nước hoa có cái nốt đó thôi thì có những người rất nhạy cảm với mùi dầu gió thì họ từ chối ngay. Và trước khi mà tụi mình kết thúc chương trình ngày hôm nay thì tụi em muốn được chị Dương có thể chia sẻ hoặc là có một cái lời tổng kết nào đó cho các bạn nghe podcast ngày hôm nay về mùi hương, về nến, về nước hoa, về tình dục. Cảm ơn mọi người đã mời Dương đến buổi podcast ngày hôm nay và hy vọng là sau buổi podcast ngày hôm nay thì mọi người có thêm cái góc nhìn về cái tầm quan trọng của mùi hương trong cái chuyện mà thể hiện được cái bản sắc cá nhân của mỗi người, và trong cái chuyện mà có một cái nhìn đúng đắn hơn về cái chuyện mà sử dụng mùi hương trong việc thu hút đối tượng của mình mong muốn. Và thật ra thì mọi người biết là ở trong chuyện chăn gối thì mùi hương cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà làm cho cái
cái tâm lý của mình nó smooth hơn đúng không? Đúng nó rồi. Thoải mái hơn, nó trơn tru hơn. Và bên cạnh đó để mà nó trơn tru thật sự luôn á, mà qua tới thể lý luôn, chúng ta không thể quên được việc là mọi người nhớ hãy sử dụng gel bôi trơn. Và bên cạnh đó còn là những biện pháp bảo vệ như là bao cao su này nọ nữa, và mùi hương cũng như là tất cả những thứ mà chúng ta sử dụng ở trong một cái cuộc yêu, nó đều đóng vai trò rất là quan trọng trong việc là cái buổi hôm đó nó có trôi chảy hay không, nó có để lại những cái sang chấn hay là để lại những cái đúng rồi, gợi nhớ những ký ức tươi đẹp hay không là đều nhờ vào mọi người. Rồi, và cảm ơn mọi người rất nhiều đã tham gia cùng với Nam, chị Trang và chị Dương trong tập ngày hôm nay, và hẹn gặp mọi người trong những tập tiếp theo. Bye bye.